Đẹp đâu quá ha. Giơ tay lên. À không, đưa tay ra. À không, đưa tay ra. Đứng tay đây. Giơ mặt. Em nói với tôi làm sao? Em nói em cô đơn, em cơ nhở, em khó khăn, em sống có một mình. Mà giờ em vui vẻ bên người ấy ha. Ngon. Rồi bây giờ em mượn tiền tôi chừng nào em trả? Hả? Bước ra đây nói chuyện. Bước ra đây. Bánh bèo lui ra. Bước ra đây. Giải quyết đi. Em không chỉ nợ tiền tôi mà em còn nợ tình tôi nữa. Chừng nào em trả? Hả? Em muốn giải quyết bằng cách nào? Hả? Em muốn giải quyết bằng cách này. Em muốn giải quyết bằng cách này. Hả? Vâng. Tập kịch chơi vui bà dây. Vui ơi đừng vui quá. Đánh không còn thể nghiệm gì á. Đánh văn cục xí nhiều nữa luôn. Quý vị đừng chuyển kênh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau thời gian chuyển chuyển. Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn này lại là vận động viên taekwondo sáng giá của đội tuyển Việt Nam. Hot girl taekwondo Châu Tuyết Vân hay võ sĩ Châu Tuyết Vân là từ khóa quen thuộc trên mặt báo trong những năm gần đây. Tuyết Vân sở hữu 8 huy chương vàng thế giới, 5 huy chương vàng châu Á và 4 lần liên tiếp nhận huy chương vàng SEA Games. Đây là một thành tích xuất sắc đối với bất kỳ vận động viên ở bất kỳ bộ môn nào. Là cô gái tài năng và xinh đẹp trong làng võ thuật, Châu Tuyết Vân nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và lực tương tác lớn trên mạng xã hội từ những người yêu thích thể thao Việt. Môn võ thuật Taekwondo có lịch sử hơn 2.000 năm, bắt đầu từ thời cổ đại của lịch sử Hàn Quốc. Năm 1962, Taekwondo chính thức được du nhập vào Việt Nam, từ đó mở ra thời đại Taekwondo tại Việt Nam. Và đây, kính thưa quý vị, đây chính là tình trạng đàng hoàng nhất có thể của anh em chúng tôi để chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và kính thưa quý vị, với một hoàn cảnh rất thú vị vừa rồi, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là vận động viên Châu Tuyết Vân. Chào Vân và cảm ơn Vân đã nhận lời tham gia cùng với chương trình với Nhâm Phương Nam và Hòa Đắc Bơ nha. Và chắc chắn trong mùa dịch này sẽ có rất nhiều điều khó khăn đối với tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, nhất là anh em nghệ sĩ chúng ta cũng như là giới vận động viên, đúng không Vân? Thì không biết là nó ảnh hưởng như thế nào với công việc của bạn? Phải nói là với một người quen vận động như em á thì thường xuyên là phải tập luyện nè, không thể đứng yên một chỗ, tất cả các phòng tập đều phải nghỉ hết, đều đóng cửa hết, thì cảm thấy là ở nhà một mình nó rất là khó chịu, nó là bứt rứt. Và các giải đấu cũng bắt đầu hủy hết do dịch Covid lần này, nên là ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của các vận động viên như tụi em. Nhưng mà đã là một tinh thần của võ sĩ chắc chắn sẽ là một tinh thần thép, nên khó khăn cỡ nào các bạn cũng vượt qua được. Và Nhâm Phương Nam cũng là một trong những anh chàng rất là ngưỡng mộ những người vừa đẹp, tài giỏi, vừa đẹp mà còn có khả năng chiến đấu rất cao nữa. Em luôn cảm thấy một cái sự an toàn khi mở cạnh Vân. Ủa vậy là có cạnh Vân trước đây rồi đó hả? Ủa anh tưởng hồi nãy diễn thôi chứ, hóa ra thiệt à? À không, thực ra là trước đó là em có Vân cũng có biết nhau rồi. Ồ, biết sao cả anh nghe chơi? À, chẳng qua là chị em mình gặp nhau ở đâu ta, ở một quán cà phê cách đây 2 năm cùng chung với một nhóm bạn thôi. Thì là em với bạn em đến trước đang ngồi nói chuyện, thì chị Vân tới sau. Thì lúc đó em không biết là chị Vân là làm nghề gì luôn. Đến thì thấy là một thân hình cô gái rất nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhưng mà khi mà ngồi nói chuyện một hồi thì mới ra được là một võ sĩ vận động viên, rồi là đánh võ rất giỏi.
chưa kể nữa là lại còn nhảy cũng đẹp luôn. Lát nữa chắc là anh phải xem chị Vân nhảy nữa rồi. Không cần, anh đã xem Vân nhảy rồi và đã kết hợp giữa võ thuật cùng với âm nhạc để tạo nên môn võ nhạc rất là đặc sắc. Và chắc chắn đến với chuyện đó chuyện đây, cái cảm giác của khán giả sẽ giống như Nhâm Phương Nam, đó là sự bất ngờ trước mỗi buổi giao lưu với các khách mời đặc biệt. Nhưng cho Thuất Vân đây, một vận động viên tiêu biểu và điển hình của giới võ thuật Việt Nam, nhưng mà cô ấy đã làm được rất nhiều điều mà không phải bất cứ ai cũng có thể đạt được. Đầu tiên đó chính là cái cảm giác của Nhâm Phương Nam ha, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà lại có võ thuật cao cường, nội công thâm hậu, rồi em nghĩ là khả năng nghệ thuật nữa. Anh em mình ở đây thì chắc là biết về chị Vân nhiều hơn rồi, thì em nghĩ chắc để cho chị Vân giới thiệu chia sẻ thêm về thông tin của mình cho quý vị khán giả cùng biết. Về thành tích đi, anh không nhớ thành tích của em luôn á Vân, tại vì nhiều quá rồi không nhớ nổi luôn á. Kể sương sương anh nghe chơi. Dạ, vậy thôi cho em nhắc lại thành tích một lần nữa, tại vì đó là những cái gì mà em cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Tính tới bây giờ là đã 7 huy chương vàng thế giới và 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Còn các giải châu Á thì cũng khoảng 5 tới 7 cái huy chương vàng rồi. Cái mục tiêu mà em đạt được đó chính là 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games, có nghĩa là SEA Games tại Việt Nam. Em đang mong chờ, đang rất là mong chờ, nhưng mà do tình hình dịch Covid nên lại phải dời đến năm sau, thì lại có thêm động lực để mình cố gắng tiếp tục cho một năm nữa. Đó, ráng cố gắng duy trì phong độ nha. Dạ. Và chắc chắn thành tích này sẽ còn được vượt trội hơn nữa. Và bên cạnh đó là Nhâm Phương Nam cùng với Hoàng Rapper cũng có nhiều thành tích lắm á. Mặc dù nó không phải là cấp quốc gia, cũng là cấp hẻm đúng không cấp Nam? Hẻm. Đó là giải karaoke của khóm xã bên mình tổ chức đó. Hôm đó là anh em mình xong ca bài gì ta, em quên rồi. Bài gì ta? Em sai anh sai gì đó. Hãy mình cùng sai đó. Mới tham gia mới nhìn vậy đó. Nói cho vui vậy thôi, chứ thật sự là chúng tôi rất là ngưỡng mộ một cô gái tưởng rằng mảnh khảnh nhỏ nhắn như vậy nhưng mà có sức mạnh về thể chất cũng như là tinh thần ý chí rất là cao. Nhưng bên cạnh đó là một trong những điều mà tôi cảm thấy rất là bất ngờ khi mà trong năm vừa qua, Nhâm Phương Nam và Hoàng Rapper được nghe là Châu Tuyết Vân là ứng cử viên đại biểu của Hội đồng Nhân dân. Trời ơi, wow, là... Và chính là khóa vừa rồi luôn, khóa 2021. Ủa? Cơ duyên nào đưa đẩy bạn đến cái mục tiêu to lớn như vậy? Khi em đang ở nhà thì chú giám đốc trung tâm, chú mới gọi đến, chú mới nói là bây giờ hồ sơ của con đã hoàn tất xong hết rồi. Có nghĩa là mọi người đã kiểm tra hồ sơ của em, mọi thứ ổn hết rồi. Còn lại chuẩn bị cho việc ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều công việc như là giao tiếp với dân, rồi về địa phương của mình để được các phiếu ứng cử. Thì em rất là may mắn vượt qua các vòng, tới vòng 158 là 158 ứng cử viên chính thức của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và khi về các quận thì em về ngay quận 11 và có các cô chú rất là giàu kinh nghiệm, thì mình không thể đậu ở cái vòng đó. Nhưng mà đối với em đó là một cái điều rất là may mắn rồi. Đó, em đã làm hết sức của mình rồi, thì với lại một ứng cử viên có thể là một trong những ứng cử viên trẻ tuổi nhất, thì có thể là em chưa có kinh nghiệm, chưa được sự tín nhiệm của bà con nhân dân. Đối với em như vậy là đã quá đủ. Em cũng vẫn sẽ tiếp tục để cống hiến những cái gì mà mình có thể cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra đối với em thấy á, những cái hành động mà của chị làm với cái độ tuổi này, với cái ngoại hình này, thì em nghĩ là sẽ là một cái tấm gương thật là tốt để cho bọn em noi theo với những cái thế hệ trẻ như bọn em. Em không bao giờ nghĩ là một người con gái nhỏ nhắn mảnh khảnh như này lại là một ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân đâu. Hai anh em mình không có làm được cái gì hết. Đối với em là cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian cực kỳ là nhạy cảm và phải gọi là rất là can đảm khi mà chị chấp nhận được cái công việc mà đi làm tình nguyện viên. Thì không biết là cái lý do gì mà thôi thúc chị đi làm tình nguyện viên vậy ạ? Chị không biết nữa, nhưng mà cảm giác là mình cũng có sức khỏe hơn và mình may mắn hơn, thì xung phong mình có thể làm những công việc nhỏ thôi, không phải là những công việc lớn, như là mình có thể trực ở khu cách ly, khinh vác đồ, những cái rau củ quả từ các tỉnh họ gửi về cho mình, thì thường là sẽ gửi một xe tải rất là to, 70 tấn, 30 tấn, 20 tấn, thì công việc của mình là sẽ vác những cái bịch đó đi xuống và để ở một góc, và sáng hôm sau thì các bạn tình nguyện viên khác họ sẽ phân ra và chia về các quận, thì những người dân ở trong các khu cách ly họ rất cần những cái rau củ quả đó cho mỗi ngày. Các chuyến xe sẽ về
có khi là từ 2 giờ sáng xong rồi mình phải kinh 3 tiếng đồng hồ liên tục là tới 5 giờ sáng, chưa tính là mưa nữa. Xong cái hôm đó em vô tình mặc một cái áo trắng, nói chung là cái áo trắng đó xong rồi tả tơi, nói chung là sình đất của cái củ cải trắng á. Nên bây giờ mỗi lần mà em đi thấy củ cải trắng em rất sợ. Khi mà phải xâm nhập vào những cái vùng khó khăn như vậy á, có bao giờ bạn dự đoán được rằng là những kết quả không mong muốn sẽ đến với mình không? Trước khi làm công tác tình nguyện thì em cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất trong cái không khí mà rất dễ lây nhiễm như vậy. Và đương nhiên với sức khỏe của một vận động viên thì cái kháng thể của họ vẫn sẽ tốt hơn là so với người bình thường, tại vì mình sẽ thường xuyên tập luyện, cái đề kháng cao đó sẽ giúp cho mình vượt qua. Nhưng trước khi vào những cái khu cách ly như vậy, bên tổ chức họ cũng rất là kỹ càng cho mình, như là bộ bảo hộ, kính chắn và kể cả khẩu trang N95, và giày cũng được bao bọc kỹ càng khi mà mình vào khu cách ly, bao tay thậm chí là đeo 2 cái, xong rồi mở ra cái bàn tay nó rộp hết. Đó, cảm giác nó nóng nực, nhưng mà với cái sự an toàn của mình thì bắt buộc mình phải thực hiện. Và đến với chuyện đó, chuyện đây thì rõ ràng những nhân vật khách mời đặc biệt luôn có những yếu tố khiến cho chúng ta cảm thấy bất ngờ và cùng nhau khám phá, trải lòng với nhau. Thì nãy giờ em Phương Nam đã phát hiện ra cô gái vận động viên này, mặc dù là một vận động viên tưởng chừng như là tiêu biểu của Việt Nam nhưng mà lại có nhiều nét nổi trội. Những điểm đó là điểm nào đố em á? Em này không thì không thấy gì ngoài một, nhất là xinh. Ngay từ lần đầu gặp là em chỉ có đúng một cái từ đó đập vào trong cái suy nghĩ của em. Với những người có gia đình rồi bớt nhắc chữ đó lại đi. Đúng, xác nhận có đó. tiếp. Thứ hai này em thấy là đi làm tình nguyện, một tấm lòng nhân hậu. Ứng cử viên của đại biểu hội đồng nhân dân, biết nhảy đấy. Ngoài ra em biết một thông tin nữa nha, đó là chị Vân cũng đã từng tham gia hoạt động nghệ thuật, đã từng tham gia đóng phim. Ủa có hả? Cái này anh chưa biết đó. Cái thông tin này chỉ có mình em biết rồi à? Wow, ủa vậy hai bạn đi phim với nhau luôn rồi đó hả? À không, cái này là do em tìm hiểu anh. Oh. Này chắc phải nhờ chị Vân chia sẻ thêm cho anh Hoàng. Ghê thiệt, bởi vì vận động viên hay là võ sĩ tham gia với điện ảnh rất là ít. Anh chỉ mới làm việc với Duy Nhất hay là Tự Do là những võ sĩ chuyên nghiệp. Yeah. Và cần những đòn thế nó đúng bài bản để đảm bảo sự an toàn cũng như là ra thế làm sao cho đẹp mắt. Nói đúng hơn không phải là phim ngắn mà là một cái đoạn clip ngắn nói về võ thuật thôi. Nhưng mà có đạo diễn, có kịch bản đồ rất là rõ ràng. Thì đúng với chuyên môn của mình thì là đánh võ, thì đối với em thì nó cũng rất là đơn giản. Chỉ là em không có nhiều thời gian, giống như là đang tập trung đội tuyển thì tuyệt đối là mình không thể dành hết thời gian cho việc đóng phim. Thì em biết mọi người rất là cực về công tác đó. Thậm chí là em quay TVC có một ngày thôi, em nói là trời, quay gì mà đơn giản vậy, đâu có. Tới chiều tối là người em nó rã rời hết rồi. Là lúc đó là nói còn mệt hơn là mình tập nữa. Chắc là mấy anh chị nghệ sĩ cũng rất là cực khổ. Đi phim dài hạn có thể quay mấy tháng trời, mà tại sao có thể ngày nào cũng chịu được như vậy. Thì bản thân mình cũng hiểu rõ là nghề nghiệp của mỗi người mỗi khác, vận động viên nó khác, diễn viên khác, ai cũng có cái khó của họ, không ai sung sướng cả. Nhưng mà em cũng được trải nghiệm, cũng biết được nhiều cái, thì mình cũng hiểu và biết rõ hơn. Nãy giờ cho Tú Vân kể Nam là cô ấy còn khiêm tốn, cô ấy nói chiều tối là đi phim thôi. Còn có lúc mà đi quay một cái chương trình truyền hình thực tế về thể thao với Hoàng á, là buổi ghi hình đó nhớ không, anh em mình phải ghi hình tới rạng sáng luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó khủng khiếp cực kỳ. Mà trong khi Châu Tuấn Vân đã có mặt từ sáng hôm trước tới rạng sáng hôm sau là gần 24 tiếng đồng hồ hoạt động không ngừng, không nghỉ. Rồi bên cạnh đó là những khoảng thời gian để chờ đợi á, nó cực kỳ mệt mỏi. Đối với vận động viên, khoảng thời gian chờ như vậy mà không có cử động hoạt động hay là khởi động á, dạo cơ, khiến cho mọi hoạt động đều rất là khó khăn mà đặc biệt là nguy hiểm cho cơ bắp. Thì rõ ràng đây là một cô gái phải nói tóm tắt là đa năng và đầy sự mạnh mẽ. Đó chính là cái yếu tố đặc biệt và nổi trội khi mà chuyện đó chuyện đây mời Châu Tuấn Vân đến đây, không chỉ là dành những lời khen cho bạn mà mong muốn với tấm gương này sẽ giúp cho giới trẻ cảm thấy lạc quan hơn nhưng mà không bao giờ chủ quan. Nóng rồi đó. Theo mọi người được biết thì taekwondo có những cái đòn đá rất là đẹp đúng không? Mà khi đá đẹp thì phải đá cao, mà đá cao thì mình phải có những cái động tác tập dẻo căng cơ. Rồi bây giờ thử thách hai người, thằng em nha. Bây giờ anh thử này, thử thách của em chứ từ giờ thử thách tụi anh luôn hả? Đó thì mình tập thôi, coi như mình biết thêm một chút gì đó. Rồi bây giờ mình căng cơ nha. Rồi em sẽ đếm 1, 2, 3, 4. Rồi căng cái này nè, nhón cái chân lên đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi phần khởi động của mình xong rồi đó. Thì bây giờ mình chỉ cần nè mọi người canh một cái đường thẳng này nha.
xong cái mình để cái chân trên một cái đường thẳng, xong cái mình nhảy nhảy thì bây giờ mình xuống được bao nhiêu mình xuống. Rồi bây giờ anh Hoàng để chân giống em nè. Rồi được chưa? Xong cái mình đẩy về phía trước, đẩy cái chân về phía trước, rồi hai tay chống xuống, rồi tháo xuống, tháo xuống, bắt đầu đẩy cái chân ra, rồi sát xuống, rồi mình xuống chút xíu nữa, có cần em trợ giúp không? Có cần em trợ giúp không? Có cần em trợ giúp không? Em kéo cái này ra chút xíu. Đẩy cái này nữa. Tắt rồi. Nó khó lắm chị, em thấy nó cũng hơi là khó đấy nha. Cái này chắc là mình phải tập từ từ chứ đúng không? Đúng rồi, mình phải tập từ từ. Tính ra anh Hoàng dẻo rồi đó. Bình thường ở lớp võ em á là mấy thầy á sẽ đứng dùng cái chân nè, xong rồi đạp cái này xuống nè. Đây là một thử thách nhỏ thôi. Cái mình nhún xuống cái. Bình thường ở nhà là bảo hành gia đình bởi vợ. Nam sạc ngang nè. Đây là được không chị? Vẫn còn cao chưa, lắm. Chưa gì mà thở quá thở. Thôi. Anh Hoàng đứng lên đi, để lát nữa không đứng rồi, đứng lên được. Em đỡ anh Hoàng đứng lên nha. Chết rồi, em thi đầu tiên Việt Nam đi hai hàng. Sau khi đọc Việt Nam đi chị. Sau khi đọc thì bắt đầu mình sẽ vào tường. Hả? Vào tường, không phải, vào tường. Như thằng lằn vậy đó hả? Như thằng lằn vậy đó hả? Mình sẽ để một cái chân lên tường. Trời đất. Xong sau đó mình ép vô trong cái tường trong này, cho cái cơ của mình bắt đầu nó giãn ra, xong sau đó mình lại đổi chân. Đó là những nguyên tắc đá cao. Mình chỉ mới giãn cơ thôi nha, mình chưa tập sức mạnh của cái chân. Anh cứ đồng ý làm cái gì em đề nghị trước. Vậy, người sao vậy? Không có gì hết. Rồi bây giờ mình tập động tác đơn giản thôi ha. Mình sẽ đá trước. Rồi đầu tiên là sẽ rút cái gối lên, rút cái gối từ dưới này lên, chưa? Dạ rồi. Đó, xong khi đá ra giữ đó, rồi co gối lại, đặt xuống. Cái này là mấy bạn nữ không cần đá cao nha, mấy bạn nữ chỉ cần đá thẳng vô hạ bộ thôi. Xong rồi một động tác phòng thủ rất là đơn giản. Mình tập nằm trước không, để em đi không nằm trước. Nhưng với taekwondo nha, là mình không có sút được, mình phải co gối để mình sẽ xem đối thủ. Một là khi đối thủ nhào vô mình sẽ đá thẳng phía trước, còn nếu bạn hướng về bên này thì mình sẽ xoay hông để mình đá kiểu vậy, hoặc là mình xoay hông để mình móc vô cái mặt của bạn. Anh sợ tới lúc đó anh không còn nhớ được động tác nào của mình hết. Một sa đăng hay vô ôi sa đăng hay vô ôi đúng rồi Nam. Đó Nam không chịu rút gối nhưng mà không, đẹp trai làm được hết, đẹp trai làm cỡ nào nó cũng đẹp hết. Thôi, bây giờ mình tới đây thôi, bước chân phải lên nghiêm. Rồi, chào. Đó, đó là thử thách của mình, đơn giản thôi. Nhưng mà anh Hoàng với lại Nam thấy sao? Có giãn chân, giãn cốt gì không? Thấy mệt à? Nhưng mà rất là hiệu quả. Mọi người hãy tự tập những động tác cơ bản này ở nhà. Thứ nhất là rèn luyện cơ thể. Thứ hai là giảm được cân. Tự vệ, giảm cân tốt ha. Nãy giờ mồ hôi quá, quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Wow, đổ mồ hôi luôn á. Quý vị thấy không, chỉ có thể thao vận động mới khiến cho thể chất cũng như tinh thần của mình được lên cao. Và hãy duy trì những vận động này, không cần là những động tác quá mạnh giống như những vận động viên chuyên nghiệp như Châu Tư Vân đây, mà chỉ cần chúng ta hãy trau dồi thể lực của mình mỗi ngày với những bài tập đơn giản nhất. Và đặc biệt là chuẩn bị sẵn cho mình vài tư thế võ để tự vệ, bảo vệ bản thân và giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn Châu Tức Vân ngày hôm nay đã cùng với Nha Phương Nam và Hà Rapper có được nhiều bài học và những chia sẻ đến từ bạn. Và Nam thì chúc cho Vân luôn luôn là lan tỏa được những cái điều tích cực và tình yêu thương võ thuật của bản thân mình đến với những người xung quanh. Cảm ơn Nam. Cuối cùng, Vân kính chúc cho quý vị khán giả có một sức khỏe thật là khỏe mạnh để chúng ta có thể vững tinh thần và có thêm động lực để mình có thể vượt qua đại dịch lần này, để thành phố Hồ Chí Minh lại là một thành phố thật là tươi đẹp. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ những điều thú vị trên chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và Rapper Nha Phương Nam và đặc biệt là Châu Tức Vân xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.